đi từ Bình Dương xuống Sài Gòn ha. À, bây giờ thì khoảng là từ giờ tối hôm nay mới hơn thì có thể tới nhà. Đi qua cây cầu Bình Triệu này. Ở bên đây chúng ta nhìn được landmark 81 ở phía bên tay trái ha, khá là đẹp, lung linh đầy sắc màu luôn. Đây là cái nhánh mà đi từ Bình Dương xuống Sài Gòn. Rồi đi cái nhánh ở bên phía bên tay phải ha. Rồi để đường tranh thủ ngắm cảnh, giờ cái gimbal điện thoại lên quay cái nhà Sài Gòn về đêm. Đẹp lung linh huyền ảo luôn. Ở Bình Dương thì sẽ không có những cái view như thế này. Có một cái đường dòng lại xuôi qua cái cầu này. Giờ này thì bến xe sẽ không có quá kẹt xe. Chứ thường mà đi những cái giờ mà tầm 5-6 giờ thôi, lúc nào cũng kẹt xe đó. Đây có một cái con đường mới dọc qua phía sau. Giờ này đi không có kẹt xe quý vị. Ta đang ở đường Ninh Bộ Lĩnh. Ở phía bên đây là bến xe miền Đông. Cổng số 1, cổng số 2. Những ai mà từng đi xa quê mà lại bến xe này cảm giác là sao nhỉ, hoặc là đến dịp mà lễ Tết mà người ta đi về, ôi trời không khí lắm, cảm giác cũng gần Tết rồi quý vị ơi, gần tới tay cận kề rồi, tới ta cũng rất là gần rồi. Chỗ đường này thì cách đường Phạm Văn Đồng vô sân bay là khoảng 1.3 km ha. Trung tâm Anh ngữ này chúng ta cắt qua đường Nguyễn Xí cho cả nhà và dạo phố cùng với Lý Hương Lý Hiền gọn ha. Ở Sài Gòn á mà mình mà không có bạn bè đi ngoài đường buồn hay thế nào. Ôi ở đâu không bạn bè cũng buồn. Nói chung là cũng khá khó khăn ha.
không bị gì trời, ở đâu kia không không được tiện quá ăn. Ngày xưa mình đi ra ngoài Nha Trang, hôm bữa thì Lý Hiền kể là sao đi ra ngoài Nha Trang mà lúc mà những cái đợt mộng có tour á, cũng nằm chèo chổng thôi ở một cái nền đất mà mình không phải là người địa phương ở đó, rồi mình đi ra mà mình không kiếm được tiền, không có bạn, cứ chết đúng không, nằm đầu ở Lý Hiền chia sẻ dạo đây ở Nha Trang là làm ăn khấm khá hơn không? Rồi định hướng về Sài Gòn làm gì không? Chia sẻ cho quý vị. Nha Trang thì dạo này có khách, nhưng mà Lý Hiền thì chuyên đón về khách tự do á, nên là cũng không có khách nhiều mà khi là có khách. Cầu Điện Biên Phủ 2 đây. Tất cả những cái ngóc ngách, những cái view nó đẹp nhất là Lý Hương thấy là hình cái cô gái xinh đẹp trên tay, trên da rồi luôn đó, có những cái logo của các thương hiệu đúng không? Quảng cáo xuất hiện rất là mọi nơi luôn, quảng cáo mọi nơi. Bây giờ chúng mình sẽ đi thẳng quẹo qua Võ Thị Sáu luôn. Võ Thị Sáu hồi xưa là đường Hiền Vương đó quý vị. Đi Võ Thị Sáu luôn. Đúng rồi, mắc đồ nộ.
cả. Âm nhạc cũng làm cho tâm hồn của mình dịu đi. Không biết Lý Hiền có cảm giác gì với mỗi lần mà Lý Hương từ Bình Dương xuống Sài Gòn, Lý Hương luôn có cái cảm giác là y như mình là đứa ở trên quê đi xuống vậy đó. Mà cách nhau đâu có quá xa đâu. Và thật ra về cái cách sống mọi thứ ấy cũng na ná. Đúng là đây ở mới Bình Dương mới quay được Phúc Long ở bên chợ Thủ Dầu Một, đứng đây cũng Phúc Long. Đèn xanh, đèn đỏ, ô tô dốc, mà cứ mỗi lần xuống Sài Gòn cảm giác giống như mình là một đứa cái quê, mình đi lên thành thị vậy. Cảm giác rất là năng động, nhịp sống rất là hối hả nhiều so với Bình Dương. Hay là không biết mình là hai lúa Bình Dương luôn. Nên mình đi đâu mình cũng cảm giác là mình lúa lúa. Đoạn này là đoạn một chiều quý vị. Rồi cái bên là công viên Lê Văn Tám. Đây là ngay góc đường Hai Bà Trưng chấp với lại đường Võ Thị Sáu, Lô An. Cây thông. Sài Gòn mà có tuyết thì sao nhỉ? Ở đâu? Trung tâm thương mại á. Cái gì ở bên đường 2 có tuyết ra quên. Tuyết giả đúng không? Đúng rồi, tuyết nhân tại. Thôi bữa nào mình đi đi. À. Rồi sau đấy thì về đi nha. Ok. Lý Hiền sắp đi tour nữa rồi, mới về được có một xíu rồi đây rồi. Đi rồi lại qua. Đi tour này đã xong là được nghỉ đến cuối tháng. Bắt đầu đông lên rồi em. Chúng ta cắt qua đường mắt lên. Sắp tới là đường Năm Kỳ Thị Nghĩa. Ôi các bạn đó, bạn để túi xách nguy hiểm quá. Túi xách này mình ở Sài Gòn mình không nên là đeo túi xách như vậy ha. Khá là nguy hiểm cho mình. Bồn cùng xin đậu tặng mọi quý vị. Đây
cản trở gì đâu. Khoai quý vị ơi, khoai rất là nhiều khoai. Cây to che ánh sáng đèn đỏ hai vậy. Wow, ok. Chúng ta đang đi rất gần đến ngã sáu đường Tùng Chủ. Phía bên đây là một cái shop hoa tươi, siêu thị hoa yêu thương. Chúng ta cắt qua đường Bà Huỳnh Thanh Quang và chúng ta đang đi rất gần đến ngã sáu Dân Chủ. Đến ngã sáu Dân Chủ là khoảng là 18 phút đó quý vị, chạy với lại Lê Hương với Lê Hiền là rất là chậm thôi, chậm mà chắc thôi ha quý vị. Wow, xe lưu vẫn chạy vô trong đường này luôn nha, xe này xe chậu bê tông, xe buồn. Rồi, chào tạm biệt cả nhà, bye bye quý vị, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.